nhớ rong y chong sai sờ đờ nó thiết chùa nữa nó không nó có cho nên một sai nhớ được phải to xé nó rửa xong tuột chữ nữa tôi lia ngồi đi nó chơi cho nó lao tao nó buồn cho nó lao tao nó buồn chút đấy rồi cho nên nó càng có việc quá rồi nó anh chỉ muốn sao vật gì mà thay nem nó ngó những cái cũ nhà quá rồi có xe thì tiền nó chẳng không dư mình chưa tổ chức mà lấy vào thì nó sẽ nói chẳng không dư thật cái xong anh gà anh hư cái tu cái căng thon à thật cái xong mình bây giờ mình kín à ô một cái kia anh hư rồi ừ ý chung sai cho lần sự tù nữa để nói hạ xuống tổ chữ cái cô thằng cho thế lô thằng cá lô nó chỉ cá chở mò mò để cá chở cho dâu mẹ ấy nè mua cho số cá của mẹ qua thùng trong đi nọ lúc trẻ nói rồi lúc trẻ cho hình tu và bố thấu tên lo nhau về tên trung và bảo hoa ấy cho hình tu ấy các cụ nhà các gọi việc qua trong trong nó tên mình cho xong cụ chữ tuổi chữ mà tôi ở giờ lấy tôi plong là thứ thú mà cô đi đi được hắn này bỏ được nó nữa giờ nó tới xả lăng là có xe cân gỗ leo ý chung xa xe đầu các cụ nhà phải xếp bố số to nè nhà đi lo rồi chúng ta xe nó ta lúc cho hình đôi nó mấy các cụ nhà qua rằng lo một chỗ lú có ý có hình đôi vừa làm lên là làm lên nữa có xe cân gỗ đi đâu sao bố thì cho hàm lê bên một đế đi bên mà hàm muốn nó đi bên mà hàm thay dẫn đôi cho nên ý chồng sai sẽ được tôi sai con được cái thả này nó ấy cá của dân qua giờ giờ rồi rồi không nói thì bố tôi chọn nó rồi cá mà qua giờ giờ cá của dân giờ chọn cái lỗ của tây dân ở không nói rồi ta tọ đi một chúng ta tây dân giờ giờ lên rồi nữa đây hạt giống hạt chua cái nó mua thì của nào cái nông
có nằm trong cơ cái sinh giờ muốn trong người muốn cho lại cái được cái gì của kia cái tình cái thay nên thôi tôi cũng còn là nói cho hết việc cá u yang quam lên tia để tê hạt chớ nó nữa còn nó nhớ đồ trong phục thả họ mường hôm sáng sài sùng bốn nè tê nói với nhau tê lò tê khu tê có thủ nè và tê lò nho rồi là và món nào luôn và tê rau nọ nè tê nói hạt chớ lia lò lì lò rồi rồi hàm lông dê thế rồi rồi chả số cá rồi nó qua tàu qua xe cân gỗ nó y trồng không dư tôi nói cho hàm lông chê của số hàm lông chê khi cho tổ bò chê giấm lông chê thì nó có số nè cho xe ra số nó vào nếp bò dùng lý cho xa xa thì nó cho đồng hôn dùa đâu nè cho mấy cá nó có rồi rồi cho hàm đồng hôn dùa số nó tốt nè hàm lông dê nó cho hạt khẩu nè cho nó dê cho lò thổ là để cho hàm lông
trên là nó cho một bò xá là cho một bò xá nó là mày dạng bò xá trộm lên nè tên là bò là tên nó xăm lên mà nó chủ chia cho lông trên là nó một bò nè cho mình nhỏ tiền chết thì ta xin nó bỏ tên nó là yêu chỉ bao là yêu là tiền nhà xung đồng là xứ này yêu đó là tên nó yêu chờ yêu cho xe là yêu à hoặc cho yêu lúc này là chọn hôm nọ yêu chủ mua trong lồng chế thì là nó nè lồng chế lo đã nè cho nó buôn vô tổ bò là chúng mới chấm nông trên thì nó chấm một khử xìa chỉ chấm một khử bò nè một loại hai giống hạt chua chỉ một đế đế đòn nó chỉ chủ xìa chấm nông đó là bò chỗ tổ bò nè tổ bò nè chỉ chủ xìa chấm nông thì nó nè Oh,